Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Công an vào cuộc vụ tử vong sau khi làm đẹp ở một thẩm mỹ viện tại quận 1. Sau khi hút mỡ bụng tại một thẩm mỹ viện ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, một phụ nữ được đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngày 8 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an quận 1 và cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân khiến chị HTN, sinh năm 1990, quê Cà Mau, tử vong sau khi hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện V trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Theo thông tin ban đầu, ngày 5 tháng 12, chị N đến Thẩm mỹ viện V để nâng mũi và hút mỡ bụng. Tuy nhiên sau đó chị N có triệu chứng khó thở, toàn thân tím tái và được đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Khi được đưa vào viện, chị N đã ngưng tim, ngừng thở, đồng tử giãn trước khi nhập viện. Mặc dù được các bác sĩ hồi sức tích cực, tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ vụ việc và thanh tra sở đã vào cuộc. Hiện xác nạn nhân N đang được lưu giữ tại Trung tâm Giám định Pháp y thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cho công tác điều tra. Hút mỡ bụng dẫn tới tử vong không phải hiếm gặp. Trước đó, ngày 17 tháng 10, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận bệnh nhân NTNT, sinh năm 1971, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi hút mỡ bụng tại một bệnh viện thẩm mỹ ở quận Tân Bình. Mặc dù Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi sức nhưng do tình trạng quá nặng nên bệnh nhân đã tử vong. Đến ngày 26 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn của ông BNV, chồng của nạn nhân T, khiếu nại đối với thẩm mỹ viện nơi bà T hút mỡ bụng dẫn đến tử vong. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập và họp hội đồng chuyên môn với đầy đủ thành phần chuyên gia theo quy định của luật khám bệnh, chữa bệnh. Qua đánh giá, kiểm tra, hội đồng chuyên môn kết luận người bệnh tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan diễn tiến tối cấp do viêm cân mạc hoại tử thành bụng sau phẫu thuật hút mỡ bụng, cơ địa béo phì, tăng huyết áp, không thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thiếu kết quả giải phẫu tử thi. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo toàn bộ vụ việc cho Bộ Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã họp trực tuyến với 5 tỉnh đang có ca mắc COVID-19, số ca tử vong gia tăng trong thời gian gần đây. Tại 5 tỉnh đang có ca mắc tử vong gia tăng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu rà soát người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine, có thể tiêm tại nhà hoặc điểm tiêm lưu động. Cụ thể, Bộ trưởng nhắc các tỉnh thành phải thực hiện chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, lập danh sách tất cả những người cao tuổi, người có bệnh lý nền chưa tiêm vaccine để tiêm chủng cho nhóm đối tượng này. Có thể tổ chức các điểm tiêm lưu động đến tiêm tại nhà cho các trường hợp nguy cơ cao để bảo vệ họ khỏi nguy cơ diễn biến nặng nếu mắc COVID-19. Về điều trị, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần phân loại bệnh nhân, người có nguy cơ, tuân thủ điều trị theo tháp 3 tầng, quản lý, giám sát chặt chẽ ca bệnh chuyển tuyến kịp thời. Đồng thời, các địa phương cần lập tức rà soát việc cung cấp oxy cho các cơ sở điều trị. Phải có hệ thống oxy bồn, máy thở phục vụ điều trị hồi sức cho bệnh nhân khi cần. Về máy thở, Bộ Y tế và các bệnh viện trung ương có thể hỗ trợ các tỉnh nhưng chuẩn bị oxy y tế. Bộ Y tế vừa có công điện gửi các tỉnh thành về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng Omicron. Theo Bộ Y tế, đến nay đã có ít nhất là 27 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận biến chủng Omicron. Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng này, song nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 128 và quyết định số 4800 của Bộ Y tế, thực hiện hiệu quả nguyên tắc 5K cộng vaccine, thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức của người dân. Trong đó tập trung vào các trụ cột chính, xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị và đề cao ý thức của người dân. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch trên địa bàn, trên quan điểm tiếp cận toàn dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, bảo đảm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế theo phương châm 4 tại chỗ và có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế. Bộ Y tế lưu ý phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng, trạm y tế lưu động, không để xảy ra tình trạng người bệnh không liên hệ được với cơ sở y tế, không được tư vấn, cấp phát thuốc điều trị. Về tiêm chủng, các địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp từ 18 tuổi trở lên,
Song song với đó, triển khai tiêm mũi bổ sung, nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn. Giá vàng trên thị trường thế giới ngày hôm nay, ngày 7 tháng 12 tiếp tục giảm trong bối cảnh đồng đô la Mỹ lên giá, dòng tiền trên thị trường dồn vào cổ phiếu quốc tế. 8 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay, mùng 7 tháng 12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức là 1.779 đô la Mỹ một ao, giảm 6 đô la Mỹ một ao so với cùng giờ sáng hôm qua. Giá vàng biến động không ngừng nhưng biên độ dao động không lớn và vẫn chưa tìm được hướng đi cụ thể. Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức là 60,75 đến 61,47 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả hai chiều so với phiên sáng ngày hôm qua. Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức là 60,65 đến 61,35 triệu đồng một lượng, giảm 30.000 đồng một lượng cả hai chiều so với chốt phiên trước. Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức là 60,7 đến 61,3 triệu đồng một lượng, chưa đổi so với phiên liền trước. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội lần đầu ghi nhận gần 800 ca mắc mới COVID-19 trong ngày. Cần Thơ cũng lần đầu vượt Thành phố Hồ Chí Minh về số ca mắc mới. Hàng loạt địa phương ca mắc COVID-19 cộng đồng gia tăng. Ngày hôm qua, mùng 6 tháng 12, Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ khi bùng phát dịch. Theo đó, 774 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được xác nhận, trong đó có 280 ca cộng đồng. Tại Bắc Ninh, số ca mắc COVID-19 cũng tăng vọt. Trong ngày mùng 6 tháng 12, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 241 ca mắc mới COVID-19. Đây là số ca F0 tăng cao nhất trong những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Tây, gia tăng nhanh ca mắc mới, ca tử vong. Cũng trong ngày 6 tháng 12, Cần Thơ ghi nhận 1.152 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 với số ca mắc mới ở Thành phố Hồ Chí Minh, nâng số ca mắc lên con số là 33.109 ca, đã điều trị khỏi 15.319 người. Trong ngày, địa phương này có 14 ca tử vong, nâng số ca tử vong lên 254. Thưa quý vị, số liệu từ Trung tâm Lưu ký cho thấy nhà đầu tư mở mới 221.314 tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 11 năm 2021. Đây là kỷ lục mới của thị trường chứng khoán Việt Nam và nhiều hơn những gì đạt được trong cả năm 2019 là 192.567 tài khoản. Đây cũng là tháng thứ 9 liên tiếp số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước duy trì ở mức trên 100.000 mỗi tháng và là tháng đầu tiên có trên 200.000 tài khoản được mở mới. Chi tiết hơn, trong tháng 11 năm 2021, nhà đầu tư cá nhân mở mới nhiều nhất với 220.602 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên hơn 4 triệu. Đặc biệt, các cá nhân tổ chức trong nước cũng ghi nhận kỷ lục mở mới 215 tài khoản tháng vừa qua. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2021, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm 2017, 2018, 2019 và 2020 cộng lại. Tổng 4 năm đạt 1,04 triệu tài khoản. Về tài khoản khối ngoại, nhà đầu tư cá nhân mở mới 473 tài khoản, đồng thời các tổ chức nước ngoài mở 24 tài khoản mới trong tháng 11.